Người đầu tiên cơ xin lựa chọn đến ban giám khảo quý khán giả để chọn cho chọn nhất. Cháu tên là Hoàng Anh, cháu 8 tuổi, cháu đến từ thành phố Hải Phòng. Hải Phòng ạ? Tại sao cháu lại đến với khu thi này? Dạ, vì cháu thích câu thứ 2. Tại sao cháu lại thích câu thứ 2? Câu thứ 2 xinh ạ. Theo tôi đi về đây. Bây giờ cháu sẽ biểu diễn phần thi gì nào? Cháu biểu diễn phần thi hát và nhảy ạ. Chúng tôi đồng ý.